Tối qua ngày 13 tháng 4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng các đồng chí lãnh đạo quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn đã đến dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4 năm 2022 của chi bộ Đa Mạng 6, Đảng bộ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Sau khi nghe báo cáo về tình hình hoạt động của chi bộ Đa Mạng 6 với các kết quả nổi bật trong công tác an sinh xã hội như trong dịp Tết đóng góp trao 25 xuất quà, các chi hội phụ nữ từ thiện, cựu chiến binh, nông dân vận động trao 35 xuất quà cho hộ khó khăn, riêng chi hội phụ nữ duy trì hiệu quả mô hình thu gom phế liệu gây quỹ, trung bình mỗi tháng hơn 600.000 đồng. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ghi nhận những thành tích mà khu dân cư đạt được, biểu dương sự sáng tạo và nỗ lực của cấp ủy trong xây dựng bản tin sinh hoạt nội bộ, có sự đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng nội dung tuyên truyền. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Đảng, vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương thúc đẩy du lịch của thành phố, đặc biệt là chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường tại các bãi biển.